20 năm tái lập huyện Phú Tân. Chạy trong đó. Chạy ra, coi chạy ra. Đi đâu đi theo tay vậy? Nếm tay em đây chơi. Nếm tay em đi chơi đi. Rồi hai người dắt hay đâu vậy? Đi chơi. Rồi đi chơi đi. Mua đồ đi. Rồi. Cái đó có gì con? Cái gì? Kiếm cái gì mà đâu rồi? Đâu rồi, cắm gì mà đi vòng vòng quay vậy? Đây nè con. Đây nè. Nó kiếm chỗ đi giả lại. Cái gì đâu rồi, con kiếm cái gì? Trời, có giá nữa hay vậy? Hả? À, có giá hả? Cái gì mà đâu rồi hoài vậy? Con kiếm cái gì? Hả? À? Trúng kìa. Kiếm cái gì? Chạy à. Cái gì đâu rồi? Con kiếm cái gì?
Trời, có giá nữa hả vậy? Hả? À, có giá hả? Cái gì? Cái gì mà đâu rồi hoài vậy? Con kiếm cái gì? Hả? À? Trúng kìa, trúng kìa. Kiếm cái gì?